Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, trong cái video hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn một cái vật phẩm phong thủy đem lại rất nhiều cái may mắn và tốt lành và thành công trong cuộc sống. Và nếu các bạn muốn tiền đẻ ra tiền, chúng ta hãy mua ngay một cái vật phẩm phong thủy này về cho gia đình của mình. Vậy thì đó là cái vật phẩm phong thủy gì? Và vì sao mà cái vật phẩm phong thủy này nó lại có cái ý nghĩa và nó có thể là giúp cho chúng ta mang lại những cái may mắn như thế? Nó có ý nghĩa phong thủy gì và cách sử dụng như thế nào và có những cái lưu ý gì khi mà sử dụng cái vật phẩm phong thủy này? Vật phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ở đây đấy chính là cái hũ tài lộc phong thủy. Cái hũ tài lộc phong thủy hay còn gọi là hũ kim nguyên bảo là cái vật phẩm phong thủy mang cái ý nghĩa mà phát tài phát lộc, đem lại cái sự may mắn tốt lành và thành công trong cuộc sống. Nói thì có thể là các bạn cũng đang còn rất mơ màng về cái hũ tài lộc phong thủy này là cái gì. Chúng ta có thể xem cái hình ảnh của cái hũ tài lộc phong thủy này ở trên cái màn hình. Thì cái hũ tài lộc phong thủy hay còn gọi là hũ kim nguyên bảo là cái vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa là phát tài phát lộc, và nó được chia thành hai loại. Một loại là được làm bằng đá hoàng long vàng, bên trong đựng 8 nén vàng, 8 đồng tiền vàng, có ý nghĩa là phát tài phát lộc, tiền đẻ ra tiền, chủ nhân có cuộc sống giàu có sung túc. Và một loại được làm bằng đồng vàng, xung quanh là 4 con cóc ba chân hay là thiềm thử đang nhả tiền vào hũ. Đấy là hai cái loại hũ tài lộc phong thủy. Vậy thì cái hũ tài lộc phong thủy này nó có cái ý nghĩa gì? Thì trong phong thủy thì hũ tài lộc là một cái vật phẩm tượng trưng cho tinh thần, sức mạnh, sự thông minh của con người. Nó không chỉ giúp con người vững vàng trước những cái khó khăn trong cuộc sống mà còn đem lại cái sự may mắn, tốt lành và thành công cho người sở hữu của nó. Hũ tài lộc là cái biểu tượng của tài lộc về tiền bạc. Sở hữu một chiếc hũ tài lộc như ý, vận may sẽ gõ cửa gia đình bạn, tiền đẻ ra tiền, gia chủ làm ăn phát đạt, sự nghiệp hanh thông như ý, tiền đồ rộng mở, tương lai tỏa sáng. Và hũ tài lộc được đánh giá là một trong những cái vật phẩm phong thủy có cái hiệu quả rất tốt. Nếu bạn là người kinh doanh mua bán, dù lớn hay là nhỏ cũng nên đặt một cái hũ tài lộc phong thủy để kích hoạt tài lộc được suôn sẻ, mua may bán đắt. Còn cái hũ tài lộc được làm bằng cái đá hoàng long thì có cái ý nghĩa là chiêu tài lộc, công danh thuận lợi và trừ tà ma. Đá ngọc hoàng long màu vàng có ý nghĩa là trừ tà ma, công danh thuận lợi, chiêu tài lộc. Loại đá này được cho là có cái tác dụng là cân bằng cơ thể, kéo dài được cái tuổi thanh xuân. Do đó mà sử dụng cái vật phẩm phong thủy hũ tài lộc đem lại rất nhiều cái lợi ích cho chủ nhân. Và nếu chúng ta muốn rước tài lộc về nhà thì hãy mua ngay cái thứ này. Và cái vật phẩm này tôi để cái đường link dưới cái phần mô tả, chúng ta có thể vào đấy để chúng ta tham khảo, chúng ta lựa chọn cái vật phẩm phù hợp với mình để chúng ta mua một cái hũ phong thủy về đặt cho gia đình của mình. Vậy thì cái cách bài trí hũ tài lộc để kích hoạt sự giàu có may mắn như thế nào? Khi mà bài trí hũ tài lộc thì gia chủ có thể đặt cái vật phẩm phong thủy này ở tủ thần tài, ông địa, phòng kinh doanh, bàn làm việc, quầy thu ngân, tủ kệ trang trí. Bài trí hũ tài lộc ở phòng khách có ý nghĩa là mang đến cái tài vận liên tiếp cho gia đình, tiền sinh tiền, gia chủ làm ăn phát đạt. Bài trí hũ tài lộc trên bàn làm việc, bàn học thì giúp đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, tăng sự kiên trì, nhẫn nại trong học hành và mang đến cái sự hanh thông trí óc. Bài trí hũ tài lộc trong phòng ngủ thì giúp tích tụ năng lượng tích cực, gia tăng cát khí, giúp chủ nhân ngon giấc, tâm hồn an yên, khoáng đạt. Bài trí hũ tài lộc tại nơi bán hàng thì giúp thu hút tài khí, mang lại tài lộc, giúp cho cái việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán được thuận buồm xuôi gió. Còn hũ tài lộc trưng bày kết hợp với tỷ hưu phong thủy sẽ giúp kích hoạt cái dòng tiền tài và tránh thất thoát. Và dưới đây là một số các cái lưu ý mà khi mà sử dụng cái hũ tài lộc phong thủy chúng ta cần chú ý. Thì theo phong thủy thì để tiền vào như nước thì tài vận hanh thông thuận lợi. Khi đặt hũ tài lộc, gia chủ nên chú ý một số các cái điều sau đây. Hũ tài lộc được làm từ đá hoàng long và đồng vàng với những cái màu chủ đạo là màu trắng, vàng, xám. Vì thế mà trong phong thủy, vật phẩm phong thủy này rất phù hợp với người mệnh kim, mệnh thủy và mệnh thổ, có tác dụng là mang vượng khí, tài vận cho những cái người mệnh này. Hũ tài lộc phải được đặt ở cái vị trí mà sạch sẽ, thường xuyên vệ sinh để tránh các cái bụi bẩn, ẩm mốc. Bởi điều đó,
thể hiện cái sự quý trọng và bảo vệ tài lộc của gia đình. Hũ tài lộc trưng bày nếu kết hợp cùng với tỳ hưu phong thủy cần phải khai quang cho tỳ hưu trước khi mà sử dụng. Khai quang tỳ hưu như thế nào thì chúng tôi cũng đã có một cái video trên cái kênh Lê Lực Tử Vi này hướng dẫn các bạn là cách khai quang cái tỳ hưu phong thủy. Còn nếu bạn nào mà chưa tìm được cách khai quang và chưa hiểu rõ lắm thì các bạn có thể là comment ở dưới cái phần bình luận của video và tôi sẽ hướng dẫn các bạn, giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách làm này. Và quý anh chị thân mến, trên đây chúng tôi đã giới thiệu và chia sẻ với quý anh chị một và các bạn là một cái vật phẩm phong thủy mang cái ý nghĩa là phát tài, phát lộc, đem lại cái sự may mắn, tốt lành và thành công trong cuộc sống. Đấy là cái hũ tài lộc phong thủy. Và qua cái nội dung hôm nay thì chúng ta cũng thấy được rằng cái hũ tài lộc này nó có những cái loại nào, nó mang cái ý nghĩa gì, cách đặt ở đâu và một số các lưu ý khi mà sử dụng cái hũ tài lộc này. Và cũng mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống của mình. Cuối cùng chúc quý anh chị sẽ gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.